Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ trên tay sản phẩm tua vít điện loại dùng sạc. Ngay sau khi mở hộp, chúng ta có một giấy hướng dẫn sử dụng và giới thiệu các tính năng của sản phẩm. Tua vít điện sử dụng viên pin lithium-ion với khả năng sạc đầy pin trong vòng 45 phút và có tốc độ quay 150 vòng trên phút. Đây là sản phẩm với thiết kế nhỏ gọn như cây bút. Tính năng rất đơn giản, chỉ với hai nút bấm là bạn có thể xoay tua vít dễ dàng. Đây là dây micro USB kèm theo để bạn sạc pin cho thiết bị. Ngoài ra bạn có tổng cộng 20 đầu tua vít khác nhau, tất cả đều là những loại tua vít thông dụng nhất hiện nay. Với 20 đầu vít này, bạn hầu như có thể xoáy tất cả các loại thiết bị. Trên đầu mỗi vít có khắc ký tự và kích thước để chúng ta dễ dàng lựa chọn để sử dụng. Đầu vít được làm bằng thép có độ cứng cực kỳ cao. Mình đã sử dụng và tháo rất nhiều thiết bị mà chưa thấy đầu vít bị mẻ. Sau đây mình sẽ sử dụng để tháo một vài sản phẩm để các bạn tham khảo.